Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Về Miền Tây Bắc. Và hiện tại thì Long đang có mặt tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Mọi người có thể nhận ra được cái đường rẽ này không? Đằng phía sau lưng Long đó là cái vườn cam của gia đình của em Váng các bạn ạ. Và hôm nay thì Long có một điều bất ngờ dành cho Váng. Xe thì mình vẫn để ở ngoài đường rẽ này vào, bây giờ đi bộ lên để thông báo với Váng một tin rất là vui nhé. Xin mời mọi người hãy đồng hành cùng mình. Váng là được nghỉ vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Và hôm nay là chiều thứ tư, ngày 23 tháng 12. Đó. Nên là chắc chắn là Váng ở nhà rồi. Thấy kia rồi. Hình bóng cô gái nhỏ. Hello em. Đang làm gì đấy? Ôi giời, chuỗi ngô à? Ây già chăm nhỉ. Ngô này nhà em trồng trên nương hay là làm gì? Hay là trồng hay là mua về? Váng ơi, hôm nay anh sang có một điều bất ngờ dành cho em Váng ạ. Em cứ chuỗi xong đi, không về đâu, cứ làm việc bình thường thôi. Hôm nay được nghỉ chiều đúng không? Vẫn trên mình bộ trang phục của trường. Anh xem trường trường em là trường gì nhỉ? Anh quên mất rồi đấy. Em là Đồng Yên. Trường Đồng Yên, Bắc Quang, Hà Giang. Ok, đi vào nhà. Vừa mình lên có trò chuyện với bố của Váng. Váng cho lợn hay cho gì ăn em? Em lấy lợn lên xong tối. À, tối lợn. Đi đi lên trên hè đi. Anh vừa set up những cái phần quà rất là bất ngờ dành cho em đấy. Anh để hết lên bàn rồi. Ra đấy anh trao quà nhá. Thế để cám ra đây một lúc nữa, đến giờ mới cho ăn đúng không em? Đấy, anh set up ra hết hè đây rồi. Vừa lại tranh thủ lúc Váng đi chuẩn bị cho lợn ăn thì anh vào trò chuyện với bố và anh cũng chuẩn bị hết cái quà tặng cho em ngày hôm nay rồi. Váng ơi, đây là những cái phần quà của chị Oanh bên Mỹ. Chị có theo dõi kênh của anh em mình hay quay với nhau ấy, thì chị xem chị rất là cảm mến em. Xinh gái xong là ngoan ngoãn thì chị có gửi cho em một cái chút quà. Đó, để tặng quà Giáng sinh cho em. Này, anh giới thiệu cho em nhá. Đây có biết là cái gì không? Hai cái... Đây là váy. Váy mới gọi là đợt cái đầm. Đấy, cái... Em một màu trắng, một màu xanh. Đây là một cái bộ đồ trang điểm. Cái bên này là nọ... Biết nọ gì không? Em không. Cái này là kem dưỡng thể. Mùi nó thơm như nước hoa, anh cầm một tay nhá. Đấy, một lúc nữa dùng thử xem. Còn cái này là sữa rửa mặt Olay. Một cái chiếc ví xinh này, bên trong anh để cả kẹo nữa. Đó, bây giờ thì Váng thử đầm nhá. Thử đầm xem đẹp không nhá. Thử em thích màu gì hơn. Em mang cả hai đi thử xem. Ok, đi vào trong thử đi. Không rồi à? Wow, xinh như công chúa ấy. Đấy là màu trắng đúng không? Quá hy vọng. Cái tay bị thẹo nên là cái đợt là em ngã đúng không? Vâng. Ngã xong là mổ thì mổ ở huyện nên là cái vết mổ nó cũng không được xinh mấy nhỉ? Chưa. Đó. Quan trọng là cái mặt xinh là được. Cái váy cũng vừa đúng không? Rất là vừa vặn này. Vừa luôn. Đẹp nhỉ, cái này đi đám cưới, dạ hội các thứ gì ấy. Chứ còn ngày thường thì em chỉ có cơ hội mặc quần áo đúng không? Chỉ mặc đồng phục để đi học thôi.
Đấy, đến chiếc ví đấy thì anh để cả kẹo trong đấy nhá, kẹo sinh gum glutamine đấy, kẹo cao su ấy, nhưng mà nó không như kẹo cao su người Việt ở Việt Nam mình đâu. Đây là ở Mỹ gửi sang luôn, nó thơm lắm, ăn nó thơm mà nó ngọt miệng, nó nhai lâu nó không bị đắng miệng đâu. Anh ăn thử rồi. Đó. Còn ở đây này em này, cái ví đấy để tạm sang bên nhá. Cái đến được cái nọ dưỡng thể này. Em bóc ra em thử xem. Em biết cứ dùng cái nọ dưỡng thể này chưa? không biết dùng cái này. Không biết á. Thế cởi bóc ra thì đã, anh tưởng con gái biết chưa? Cái này em ạ, em bóc ra xong là em bóc ra một chút ở cái lòng bàn tay của em ấy, em bóc ra một chút đi, thơm không? Thơm á. Bóc một chút thôi, một ít thôi. Đó, một tí teo thôi. Em đấy. Ok chưa? Bây giờ em thoa lên hai cái mu bàn tay và cái cánh tay của em ấy. Mu bàn tay trên này này, thoa cái lòng bàn tay trên cái mu đó, đúng rồi. Lên cả cánh tay nữa, hoặc là sau gáy cổ của em. Thơm không? Đó, nó gần như một cái hình thức nước hoa ấy, nhưng mà nó là kem dưỡng thể, nó sẽ rất là tốt cho cái làn da của mình. Đừng bôi lên mặt nhá. Cái này là chỉ là bôi tay, cánh tay và đằng sau gáy. Body. Body, cơ thể đấy. Thơm. Thơm nhỉ? Thơm không? Còn đây là cái gì? Cái đấy là kem Olay, là sữa rửa mặt. Đi bụi hoặc là em đi học về, em đi đường xa đấy, hàng chục cây số đấy thì bụi thì em sữa rửa mặt bình thường thôi, tắm rửa mình rửa mặt buổi sáng và buổi tối. Anh vẫn để nguyên tem chưa bóc. Cái này cũng thơm. Thơm lắm, toàn đồ thơm nhỉ. Kể cả quần áo nhá, chị cũng rất là cẩn thận, chị xả mùi thơm lắm. Ở đây ở nước mình anh nghĩ không có những cái mùi thơm đặc biệt như vậy đâu. Còn cái này nó là một cái bộ, tức là trang điểm dùng thử em nhé, trang điểm và dùng thử thôi, mỗi nọ nó sẽ một chút chút thôi, kể cả có cả nước hoa bên trong nữa. Em thử khám phá xem, anh cũng không hiểu nó là những cái gì nữa, thì em cứ thử hỏi bạn bè xong dùng đấy, anh cũng không biết là cái đấy là cái gì nữa đấy, tất cả đều là dùng thử hết em ạ, nên là nó nhỏ thôi. Cái này em không biết là cái gì. Thì bên trong còn nhiều lắm em ạ, ở trong cái hộp trang điểm này thì cứ tham khảo dần nhá. Cái gì không biết thì tra trên mạng. Anh thì chịu cái món đồ trang điểm của phụ nữ này đấy. Đấy, đến nước hoa thì phải. Đúng không? Nó hai típ nước hoa đấy. Thì về cứ tìm tòi sau nhá. Váng ơi, đây là những cái món quà của chị Oanh đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Gửi chị xem kênh thì chị rất là quý mến em, và chị gửi cho em cái món quà này để mừng Giáng sinh cho em. Đó. Em cũng xin cảm ơn chị Oanh đã yêu quý em và tặng cho em những món quà rất là xinh và đẹp thơm nữa. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Có chúc chị Giáng Chúc chị sinh. mùa Giáng sinh vui vẻ, và chị đang làm việc ở bên đấy thì luôn thành công và Rồi ok, anh nghĩ là cái câu chúc của em cũng chạm tới trái tim của chị rồi, chị cũng sẽ hiểu thôi. Đó, đấy là phần quà thứ nhất. Váng ơi, cái đợt trước anh em mình mà thực hiện cái một số video với nhau làm về ẩm thực và văn hóa các vùng miền. Đợt này anh đang chuyển cái xu hướng của kênh về miền Tây Bắc sang là làm từ thiện em ạ. Thì dạo này anh đi hay từ thiện đó lắm, nên là chính đó là cái lý do mà anh cũng ít được sang đến đây để anh em mình cũng ít làm ẩm thực ấy. Thì anh có xu hướng chuyển sang làm từ thiện cho kênh. Cái đợt tới thì anh cũng sang Hà Giang để làm một số cái bản làng nghèo ấy. Anh có dự kiến dự định là như vậy. Sau khi mà thực hiện cho cái ông cụ Minh, em cũng xem rồi đúng không? Anh sẽ dựng lều cho ông cụ Minh đó. Thì anh sẽ lên Hà Giang để làm từ thiện. Cũng có một số gia đình ở gần gần khu vực nhà em sinh sống á. Thì hôm nào mà anh biết là Váng học lớp 12 thì học cả ngày đúng không? Vâng, Chủ nhật cũng thi thoảng cũng phải đi học. Thì hôm nào nếu mà có thời gian rảnh thì có sắp xếp đi cùng anh không? Có muốn đi làm từ thiện không? trước đây thì em có đi theo đoàn của mấy anh ở ngoài ở kia cũng đi được mấy lần rồi. Đoàn đấy là đoàn gì em? Đoàn thanh niên gì ở à bên Xuân Giang. à à công tác đoàn thanh niên đúng không? Em có đi từ thiện cùng với mấy anh chị đấy được mấy lần rồi. Dạo này thì em cũng bận học, nhưng mà nếu mà có dịp thì anh cho em đi cùng để trải nghiệm và học hỏi thêm nhiều thứ. Ok, sẵn sàng nhá. Hôm nào nếu mà có lịch và có gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn mà gần gần em thì anh sẽ dẫn em đi.
đi tìm hiểu, đi khám phá và mình giúp đỡ được thêm nhiều người thì tốt thôi nhỉ. Ở trường học của em có cái chương trình gì kiểu như từ thiện hay là cái gì không? Phát động gì, phong trào gì không? Cũng hình như là chỉ có là kiểu đợt Tết hoặc là đợt gì thì họ trao phần thưởng. À. Tết. À rồi, ok, đó là cái món quà thứ nhất là của chị Oanh đang sinh sống và làm việc tại Mỹ gửi cho em. Và bây giờ thì đến món quà thứ hai, đó là anh Andy Thanh có gửi cho em 2.300.000 đồng. Anh cũng xem kênh mới, kênh Tây Bắc. Ờ, anh xem kênh Tây Bắc chứ không phải kênh Về Miền Tây Bắc. Thì anh cũng thấy em nhẹ nhàng và cũng ngoan á. Thì anh cũng gửi cho em là 2.300.000 đồng. Đây là 100 đôi mà, anh cứ đưa một tay nhé. Em đếm xem đủ chưa. Thì là đây là cái món quà của anh Andy Thanh đang sinh sống cũng ở Mỹ. Anh thì anh ấy có lời chúc em Giáng sinh vui vẻ, ấm áp. Và chúc gia đình mình có thật nhiều sức khỏe và em thì học hành ngày càng xuất sắc và ngày càng xinh đẹp hơn. Đó là cái câu chúc của anh Andy Thanh gửi từ thông qua anh gửi tới em. Bởi vì Váng cũng không có số tài khoản mà cái chỗ Váng sống thì cũng xa, rất là xa trung tâm. Nên là anh chị có nhờ đến Long các bạn ạ. Đó, đây là quà của anh Andy Thanh nhá. Em thêm bớt vào có học hành hoặc là mua gì đồ dùng gì cần thiết thì cái đấy là tự ý quyết định. Anh ấy cũng muốn mua quà cho em, nhưng mà anh ấy cũng sinh sống ở Mỹ lâu ngày rồi, ít khi về Việt Nam nên anh cũng không biết là món quà gì để cho phù hợp với em cả. Nên anh ấy gửi tiền thì em dùng tiền đó để em mua những cái quà mà em cần thiết nhá. Ok. Em cũng cảm ơn anh Thanh rất là nhiều đã tặng cho em quà Giáng sinh. Và cũng chúc anh một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành. Chúc anh sức khỏe thật nhiều. Vâng, thu ngô. Chào cô nhá, chào em gái nhá. Thấy người lạ. Người Mông mà thấy người lạ thì ra lắm. Trời nó không mưa thì chắc là thu xong chỉ gập để đấy, thế chứ mai lại bỏ ra phơi tiếp chứ. Thế á. Tí có phải đóng vào bạt, ý anh là có phải đóng vào tải không hay là cứ gập bạt và để đấy thôi? Thôi rồi thì đóng vào tải. Ngô này nhà em trồng trên nương à hay là trồng ở đâu? Chỗ nương cam đấy á. Mình thì đến thăm Váng nhiều rồi nhưng mà chỉ ở khu vực vườn cam bên dưới này là nhiều, tôi chưa được lên nương bao giờ. Nhà em thu hoạch hết xong cam chưa? Còn cam sành chưa chín à? Cam sành về Tết nhỉ? Nhà Váng thì trồng được nhiều cam lắm. Ngày trước thì bố làm ăn kinh tế giỏi lắm, nhưng mà đợt vừa rồi thì bố bị bệnh. Thế là cái kinh tế của nhà em Váng nó chậm dần từ đó. Và bây giờ thì bố bắt đầu phục hồi sức khỏe thì bắt đầu lại làm lại được rất là nhiều thứ, đặc biệt là cam. Trưa nay mấy giờ em đi học về? 12 giờ. 12 giờ mới về nhà? Vâng. Về nhà bố mẹ đã nấu cơm chưa? Chưa, hôm nay mẹ em đi cắt cam nên là chưa nấu cơm. Thì em nấu cơm xong, hai bố con ăn xong 10 giờ. Cắt cam là cắt cam thuê chứ, bởi vì nhà em cắt cam hết rồi đúng không? Vâng, thuê. Thế nấu cơm, thế phải hơn 1 giờ mới ăn cơm à? Chưa. Nấu chưa được 1 tiếng thì em mà ăn nữa là được 1 tiếng. Bây giờ mới được rửa bát nhỉ. Nhiều gà thế. Gà nhà Váng toàn gà đen nhỉ. Gà đen. Mẹ em lấy giống ở trên mình cao về. Gốc của Váng là ở Hoàng ở đâu Hà Giang? Gốc các ông các cụ ngày xưa ấy. Ở Hoàng Su Phi. Ở Hoàng Su Phi. Ơ hôm trước anh vừa làm trên Hoàng Su Phi chục ngày. Trên đó cao nhỉ, lạnh lắm. Còn anh em ở trên mùa lạnh lắm, hôm trước anh lên toàn 2-3 độ thôi.
Mấy hôm nay em xuống Hà Nội à? Xuống Hà Nội chương trình cái gì mà người Mông xuống phố ấy đúng không? Tết Mông xuống phố. À, Tết Mông xuống phố à? Anh cũng chưa được tham gia cái chương trình đó bao giờ. Chắc là rất là vui đúng không? Em cũng chưa được đi bao giờ. Ừ. Đây cũng là lần đầu tiên. Yeah. Nó có hát hò múa máy à hay là kiểu gì? Có thi năng khiếu, thi văn nghệ, thi kiểu bán hàng dạng gian chợ đấy. À, thế nó là phải làm ngoài trời chứ, thực hiện ngoài trời chứ. Ồ, hôm đó thì nếu mà anh có thời gian thì anh cũng sẽ xuống để tham khảo một chút cái văn hóa của người Mông. Xuống phố như nào. Đông lắm em nhỉ? Nó sẽ hội tụ. À, ôi ôi, phố đi bộ à? Ôi thì đông lắm. Mọi năm thì là tổ chức ở ngay trong trường Đại học Văn hóa Hà Nội cơ, nhưng mà năm nay lại đặc biệt hơn. Ừ. Nào mà phố đi bộ thì đông kinh khủng luôn. Em đi khoảng bao nhiêu ngày? Em đi chắc 2-3 ngày. Thế là phải xin nghỉ học à hay như nào? Em hôm đấy là vào cuối tuần. Ờ. Em chả thích rửa xong cho vào nước nhiều chậu điện. Xong thì là nó lại dễ hết nữa. Sau cái phần đấy nó bị em sao mà họ chẳng thấy nói gì. Ừ. Nhưng mà cái đợt này là họ đối với mấy cái ban tổ chức ở dưới Hà Nội nó đang làm luôn. Ai tham gia thì đều vào đấy nó. Ừ. Và đợt này thi thì chỉ là thi hình ảnh thôi chứ không thi năng khiếu đúng không? Vâng, vì nó là thi. Thế đợt vừa rồi là em nhờ người chụp ảnh à, hay là em tự chụp? Tự chụp điện thoại á? Nhìn thế thì cũng... à, các bạn ấy, nếu mà các bạn ấy có điều kiện, các bạn ấy nhờ nhiếp ảnh gia người ta chụp, người ta sẽ có chiều sâu hơn. Nhưng thôi biết đâu được ấy, mình cứ chụp mộc mạc, chụp tự nhiên, biết đâu này người ta đánh giá về sự mộc mạc hay sao, đúng không? Ok các bạn ơi, vừa rồi thì mình có đến thăm em Váng và trao cho em Váng những cái quà của chị Oanh và anh Andy Thanh. Đây là không phải là video từ thiện đâu các bạn nhé, bởi vì là Váng thì học hành ngoan ngoãn và bố mẹ cũng biết làm ăn nên là cũng không phải là thuộc hộ nghèo, nên cái video này là chị Oanh và anh Andy Thanh có xem và cảm mến Váng quý thì thấy em ngoan ngoãn và chịu khó học hành á. Và cũng rất hay đi từ thiện thì anh chị quý thì anh chị gửi tặng quà thôi. Đó. Và có lẽ là video của anh em mình xin kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ. Mặc dù là tất cả nội dung trên kênh nó không thống nhất, có thể là làm từ thiện, có thể là văn hóa hoặc có thể là ẩm thực, nhưng mọi người đều sát cánh bên cạnh kênh của mình trong suốt quãng thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào. Chào mọi người.